review kẹo sáp. Đây là hai viên kẹo sáp mini nha cả nhà. Cá và ếch. Mời anh em. Kênh tay mình đây là kẹo sáp hình chú cá nha. Hôm nay mình sẽ múc ban con này nha. Review bánh hấp sầu riêng. Khi vừa bóc tem á cả nhà thì cái mùi sầu riêng khá là thơm luôn nha. Bánh này rất là mềm nha. Bên trong sẽ có một lớp nhân sầu riêng nằm ở phía bên giữa nha. Đây. Mời anh em. Bánh khá là mềm, cái nhân sầu riêng rất là thơm luôn nha cả nhà.